Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em đã quay lại với kênh YouTube Nông Cư Phúc Luân. Hôm nay bên em lên cho anh em ít máy sát, máy cưa. Thì anh em theo dõi, mua hàng qua số điện thoại 034 434 1710 anh em nha. Đó. Số điện thoại thì em có xài Zalo ha anh em. Con này là con số 1 nha anh em. Estin 024 ha. Bao gồm lóc và gen. Đấy. Gen này thì còn cứng nè, ok, đẹp. Đó, bao gồm bi, mặt đạn, phốt, lóc cũng còn ok nha anh em. Lóc này em thấy không bể, không vỡ ha. Rồi, món này đầu tiên em bán cho anh em là 500k nha anh em. 500k cho mã số 1 nha. Rồi, mã số 2 em có ít cục lửa nha anh em. Của Estin nè. Hầu hết là Estin 381 với 382. Được mấy cục riêng nha anh em. Đó, ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cục này ha anh em. Đó, 500 ngàn cho mã số 2 nha anh em. 5 cục lửa nha anh em. Hết 3 cục rin của thằng Estin rồi ha. Đó. Máy Estin nè, Estin rin luôn nha anh em. Đó. Rồi mã này mã số 2 nha anh em, 5 cục. Mã này mã số 3 nha anh em. Ma Clock. Đó, Ma Clock này để em coi coi. Giật tột ha. Rồi. Cục này lóc liếc đồ đẹp nè. Rồi, cục này thì bán cho anh em là 380 ngàn cho mã số 3 nha. Mã số 4 nha anh em, có một cái cặp cần tum nhỏ ha. Cặp này thì đẹp hết ha. Đây. Đầu bò này anh em. Đầu bò là chén kẹp đủ hết nè. Lăn êm hết nè, chén kẹp đủ hết. Đó, thì cặp này cặp số 4, em tính cho anh em là 220 ngàn một cây, là 440 cho một cặp này nha anh em. Đó, cho một cặp này là cho mã số 4 ha. Đây mã số 5 nha anh em. Có một cây cần nè. Cần tum này của Komatsu với Estin đồ á, anh em đều chạy được hết nè. Lăn tốt ha, mã số 5 nè. Cần này thì không có tay lái. Đầu bò thì thiếu chén ha anh em. Lăn êm thiếu chén. Em sẽ vô chén với vô ốc cho anh em đủ nè. Đó. Rồi. Cái này số 5 em bán cho anh em là 280k. Nha anh em, không có tay lái nha anh em, 280k cho con số 5. Rồi, con này con số 6 nha anh em. Cái vỏ bình điện này. Bình điện này thì bao gồm nó có bơm với công tắc với cục sạc đây, với cái dây đường dây ra ha. Này mã số 6 em bán cho anh em là 160k cho mã số 6. Mã số 7 nha anh em. Con này con 34 ly của tàu xuất Nhật nha anh em. Đầy đủ nè. Cần tum đồ đầy đủ nè, tay lái cong nè ha. Cần này cần nối. Đó, ổ cước bãi nè, đầu bò đủ nè. Đó, 34 ly. Em giật hơi thử nè. Đó. Rồi, con này con mã số 7 nha anh em. Bán cho anh em là giá của nó em bán là 900k nha anh em. 900k. Bao ship cho anh em cho mã số 7 ha. Rồi, mã số 8. Cục TD24 nha anh em. Cục này rất là đẹp nha. Đó. Con này thì thiếu chụp giật nha anh em. Con này thì nồng đồ em bao cho anh em ha. Bình xăng con được còn này, công tắc còn, dây lửa ra còn nè anh em. Rồi, cục này 220 ngàn ha. Cho mã số 8. Rồi, mã số 9 nha anh em. Có cái đầu bò nè. Đầu bò này thông số là 24-7 nha anh em. Đầu bò bãi. Đó. Chén kẹp đồ ok. Lăn êm hết nha anh em. Thì cái này 170 ngàn nha anh em. Cho mã số 8. Mã số 8 170 ngàn. Mã số 9 nè. Em có một bộ lóc gen nha anh em. Lóc gen của thằng TL33. Lóc gen này là về rửa ra đẹp luôn nha anh em. Đó, TL33 xịn luôn. Lóc gen này em bán cho anh em là 180 ngàn ha. Cho mã số 9 nha anh em. Mã số 9 180 ngàn thôi ha. Rồi mã số 10, em có một cái bộ tum lớn của cái đầu xịt đó anh em. Mà cái cây ti này nó bị rỗ rồi, thì anh em về anh em thay vô ha. Mã số 10 này em bán là 100k nha anh em. Đó. Đó, thường thường ra thay cái chuông không là để 100 ngàn này nè. Đó, để em bán nguyên một bộ vậy luôn ha. Tum lớn nha anh em, cho anh em là 100k. Về anh em thay ti ha, là ok. Con này là con mã số 10 nha anh em. Rồi, mã số 11. Mã số 11 này cái đầu Mitsubishi nè. TM33. Đó, TM33 này thì còn lửa nè. Bộ bố còn nè. Đó. Cái nòng thì nó bị xước rồi nha anh em. Về anh em coi lại ha. TM33. Con này là con 11 nha anh em. Đó.
Nòng này em nghĩ là khả năng còn sử dụng ok á. À, thay bít tông đi ha. Con 11 này tính cho anh em 200k nha anh em, 200k. Con này con 12 nha anh em, Zubin 02. Con này máy đang nổ ngon lành nha anh em, thiếu tay lái, đầu bò đủ ha. Đó, con này con 12 nè. Con 12 này thì bán cho anh em là 700k nha. Đó, về anh em làm là vô đồ chạy thôi, vô tay lái rồi thôi ha. 700k hơi nè. Đó, con 12 nha anh em, 700k. Rồi, con 13. Một con Macolock, con này giống như cái đuôi cá vậy anh em. Làm xích này, làm xích đủ nè ha. Máy rất là đẹp nha anh em. Đó. Đây. Con 13 này thì 800k bao ship cho anh em ha. Con 14 là một cục Estin FS86 nha. Đó, con này thì gen bị cứng nha anh em. Con này về anh em lấy lóc chụp giật. Tum. Bố đẹp ha. Rồi, cục này bán cho anh em 180.000. Cho con 14 nha. Con này con 15 nha anh em. Bơm này bơm tum lớn nè. Chuông đồ còn đẹp nè. Đó, mà chuông này nó bị cứng nha anh em, bị cứng cái tum. Nó về anh em lấy đồ hoặc là thay làm. Con này con 14 ha, bán cho anh em 180.000. 180.000 nha anh em, con 14. Con này con 15 nha anh em. 15 là cái đầu Maru nha. Đầu Maru này rất là VIP nha anh em. 340, bao hơi bao lửa đã làm nổ ngon lành rồi nha anh em. Bao cho anh em là siêu VIP nha anh em. Đầu này 2.4 nha anh em, 2.4. Cho con 15, bố lớn 38 ly, 34cc. Rồi lên cho anh em con 16, con Komatsu nha anh em. Yonex Komatsu. Con này lăn ok. Bít tông đẹp nha anh em. Nòng này nó xài hình như là chung với G3K hay sao ấy, em cũng không rõ. Rồi con này là con 16. Con 16 này bình xăng com Rin nè. Con 16 này thì bán cho anh em là 280k cho con 16. Con này con 17 nha anh em. Con 17 nè. Nó không có tay cầm trên đây ha. Làm xích này. Đó. Thôi, con 17 này bán cho anh em 450 ha. 450k. Con 17 nha anh em. Bị tù dây giật nha, máy không cứng nha anh em. Con 17. Rồi con 18 TL231 nha anh em. Đó, đầu này trợ lực nha. 23cc. Đó, bên sang con 2 kim. Rồi, bao hơi bao lửa làm nổ cho anh em luôn. Đầu này giá 1.3 nha anh em. 1.3. Rồi. Con này là con 17 ha. Con này con 18 Mitsubishi TB267 nha anh em, chế 2 kim. Đó, máy này như nó có đề hay sao á. À, nó có pin nè. Rồi. Đầu này em bán cho anh em là giá là 1.2 ha. TB26 nha anh em. Đầu này đầu 18. Máy này ok nha anh em, đầu 18 nha. Rồi, mã 19 bố côn ha. Bố côn 260, bố côn nhỏ nha anh em. Đó. 50k một bộ, bao gồm con ốc. Đó, anh em lấy từ 2-3 bộ trở lên là bên em gửi nha anh em. Đó. Ha, rất là đẹp. Rồi, mã này mã 19 nha anh em. Đó. Rồi, mã 20 nè. Con còn Estin 010 AV nè. Đầu này không cứng máy nha anh em, giật thì có vẻ bị tụt hơi á. Thì bán về cho anh em lấy phụ tùng ha. Rồi. Con này 20 thì tính cho anh em 500k nha anh em, 500k. Đó, con này còn 20. Rồi em còn ít dây giật bãi nữa nha anh em. Dây giật bãi này thì 13.000 một sợi. Anh em lấy bao nhiêu sợi thì bên em gửi cho. Bên em nhận đơn từ 10 sợi nha anh em. Đó, nhận đơn là từ 10 sợi. Rồi, tiếp theo. Heo làm cưa. Làm cưa này, em còn có vài cây thôi anh em. 70.000 một cây nha anh em. Bán xả hết nha anh em. Làm này dài 2, tầm khoảng gần 40 nha anh em. Chạy xích chung chân 91, xài cho mấy cái con máy nhỏ đó anh em. Rồi, ok, thì video em lên nhiêu đây. Anh em nào mua thì liên hệ nha. Này 70.000 một cây nha anh em. Rồi, bye bye anh em.